Rồi xin chào các bạn nha. Rồi bây giờ đầu tiên là Cẩm sẽ làm theo quy trình sân treo ha. Đúng, tại vì anh Đức á là chưa có biết cái quy trình, thành ra em phải lấy cái bo nạc em xích vô. Còn mấy bạn á, thường là em hay giả bộ ha. Thí dụ bo nạc là em xích lên trên cái móng thật của mình chứ không có lên trên móng giả, nhưng mà cái này giả bộ là móng thật đi ha, để Ok. cho khi mà anh coi lại clip anh không có bị quên bước, được chưa? Bây giờ em xích vô ha, xích lên móng thật, được chưa? Cái này xích là để làm gì vậy các bạn, nói cảm nghe coi. Lấy kem dầu ở trên móng. À, kìm dầu trên móng, giờ xích giờ chùi nha, tại vì trên móng giả nó không có cần. À, nha, trên móng giả xích được không mấy bạn? Dạ Không được, không, móng giả đâu cũng có cũng dầu, cũng không được có thôi, dầu nhưng không mà xong nha. rồi chùi nó đi, Được thôi, nhưng mà chùi kiểu như móng thì được, mình bảo vệ móng của mình đúng đúng rồi, không, để mình đây phải cái bảo dầu vệ nó móng tươm lên của móng mình. là hang, còn móng giả xích được không? Được, hao thôi. Chứ không có gì hết ha. Rồi tiếp tục nữa, cẩm sau đó là cẩm sẽ lấy chai gì, chai Mace, bay ha, mace. giờ cẩm sơn bay nè. Đây, cẩm sơn bay. À, sơn rồi nha. Sơn từ dưới cẩm sơn lên từ từ thôi, và lấy một lượng bay vừa phải, được chưa? Đó, tới đây nè, cẩm xòe cọ nè. Cẩm tròn lên chân móng là cẩm vuốt nhẹ xuống nè. Tới đây cẩm xòe cọ nè. Rồi khi tới góc này là cái hai bên hông này là sóng cọ, mặt trước cọ, mặt sau cọ, hai bên hông này là sóng cọ, được chưa? Ha, cẩm dùng cái sóng cọ là cẩm canh cái mép bên này nè. Nếu mà cẩm cho ra đây là nó sẽ đụng vô tay ta đây, đúng không? Cẩm dùng cái sóng cọ là cẩm cho ra mép bên này nè. Cẩm canh mép nè, cẩm đi xuống nè. Các bạn hiểu cẩm nói không? Ha, đó cẩm đi xuống ha. Đó là trên đây cẩm vuốt xuống nè. Này nó dính cái gì nè chị Mai? Dính bụi dính gì? Rồi đó. Cầm vuốt xuống, được chưa? Chai này bị dính bụi nhiều quá cho chị Mai nha. Ở trong nó bị dính Dính bụi nha, nè cái chai mài bụi dính tờ lơ nè, do không vệ sinh sạch sẽ nè, nhiều khi bụi nó bay vô trong ha. Rồi ok, thì sau khi cẩm sơn bay xong thì cẩm sẽ hơ đèn không? 30 giây, được chưa? Rồi chị đem hơ giùm em đi chị. Sau khi mà mình hơ đèn xong các bạn, thì bây giờ mình muốn lấy một cái màu sơn theo ý của mình ha. Thì đầu tiên là cẩm cẩm sơn cái màu này, cẩm sơn màu thạch nha. Đây cẩm vuốt lên nè, cẩm vuốt từ từ. Các bạn sơn treo á, các bạn lấy treo mà thấy nhiều nè, các bạn gạt, các bạn để ra bớt đi ha. Rồi mình mới sẽ từ từ thôi, từ từ mình vuốt lên từ từ nha. Lên đây mình xè cọ, mình đi qua đây, bên đây mình canh cái mép cọ, bên đây mình đi xuống đây, bên đây cũng vậy, mình dùng cái mép cọ mình đi xuống đây. Rồi các bạn lướt từ từ nhẹ nhàng thôi. Đó. Đó, cứ lướt từ từ nhẹ nhàng vậy thôi ha. Rồi, sau khi cẩm lướt nhẹ nhàng xong, cẩm gạt hết luôn nè các bạn, gạt hết luôn nha. Gạt hết luôn nha, không có chừa dữ nha. Rồi xong sau đó cầm mấy khóa nhẹ đầu móng. Rồi, hai khóa nhẹ đầu móng. Mình gạt hết rồi mình khóa. Nếu các bạn khóa đầu móng mà các bạn cảm thấy cái chưa an tâm, các bạn vuốt vài cái để cho nó không bị động ở đầu móng. Được, được, hiểu ý cẩm nói không? Thôi đừng gật đầu chị Mai, gật máy nó rung. Rồi xong rồi, trước khi hơi đèn các bạn kiểm tra dưới gầm móng chứ, coi dưới gầm móng mình nó có dính cái đọng sơn hay không ha. Rồi ok, rồi bắt đầu đưa vô đèn hơi cho chi hơi dùm cẩm đi. Rồi vào cẩm sơn lần hai này mọi người. Đó. Nè thấy em cẩm 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 kéo từ dưới kéo lên đó, thì nó sẽ mướt sơn hơn. Còn từ trên mình kéo xuống thì nó dễ dễ cái bị khựng 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 cái sơn của mình khi mình kéo á. Sơn từ dưới lên trên. Dạ, sơn từ dưới lên nó sẽ trơn tru hơn, dùng từ là trơn tru hơn. Mướt sơn. Cái này mình dùng màu tiếng Anh gọi là mướt. cái này mình dùng màu nhạt mình đậm nền, rồi bác mình dùng đúng treo lên cái rồi, mình cho màu đậm nó chính loang một xác cái tầng rồi chị màu Chi, đó. hơi giùm em. Mà trước khi mình đưa hơi mình để 1, 2, 3 giây bên ngoài, tại từ đang ra cái này, chứ mình đưa vô liền nó sẽ bị sọc 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 sơn, thấy không? Và khi sơn anh thanh nhìn thấy nãy giờ kỹ thuật của cẩm sơn là cẩm chỉ lướt thôi, chứ cẩm không có đè xe cái cọ ra, cẩm có xè kiểu đó nha. Rồi sau khi mà cẩm sơn xong, cẩm sẽ lấy một cái chai gọi là cái chai Chào luôn chai treo loang. Rồi đây cẩm thấy đây, sơn lên tụi nó loang ra hả? dạ đúng rồi, rồi nãy rồi ok. Rồi khi mà cái này xong rồi các bạn, thì cẩm là để cẩm rửa cọ đó nha. Nó có nhiều kỹ thuật lắm, một á là các bạn sẽ dùng cây số 7 nè, các bạn ấy ra về về cẩm xích cái loan này trước đi nha.
Đây, chậm xích cái lon này trước. Đó, nếu mà cầm kéo từ trên xuống dưới, anh thấy không, nó bị vậy nè, nó mới trơn tru. Còn nếu như mà cầm kéo từ ở dưới này, cầm kéo lên cho sẵn trước nè, thì khi lên đây, từ trên đây nè, anh kéo xuống nó rất là mướt ha. Đó, nó rất là mướt, đó. Chỉ vậy thôi. Đó, rồi đây nè, cầm xe, cầm kéo cái loan. Cái chai loan này mục đích để cho nó tản cái màu ra nha các bạn. Giống như hồi nãy chị coi cái phần ombre đó, chị thích chị quẹt một cái đường đây nè, nó tự nó chạy lên trên. Nó chạy nó loan tới cái ý mình muốn ha. Rồi bây giờ Cẩm sẽ lấy chai số 7 nè các bạn. Cẩm sẽ nhỏ nó vào đây. Nhưng tản ra đó. Tản lên đứng bằng cái đầu nó. Cái này nó tản ra nè. Rồi giờ hư đèn đi chị. Sau khi mà cẩm sơn cái này xong thì một quá là chúng ta sẽ sơn tớp. Còn như mình vẽ treo mình khỏi cần sơn tớp cũng được luôn. Mình vẽ trực tiếp luôn ha. Thì bây giờ cẩm sẽ lấy cây cọp dẹp tròn. Ở đây các bạn nhìn nè, cẩm chỉ các bạn phân biệt nè. Ở đây nó có những đầu cọ tròn và những đầu cọ vuông, các bạn thấy không? Hai cây này là tròn nè, hai cây này tròn nè, hai cây này là vuông nè, vuông nó bằng thẳng ngang nè, cái này ra đi nè, này vuông bằng ngang nè, con này tròn cái đầu nó cong tròn nè, thấy không ha. Giờ cẩm sẽ lấy một cái cây tròn để cẩm vẽ nha. Rồi cái nắp để đâu, để đại đây nha chị. Nhớ để im thôi nó bay mất. Rồi là trước khi vẽ nè, cẩm sẽ rửa cọ nè, rồi cẩm chùi nè. Cẩm chùi nè, được chưa? Ha, cẩm chùi để cho cái cây cọ, cái keo mới nè, đất mình chùi để cho nó mất cái keo đi. Giờ cẩm vẽ cái bông giống như của chị Mai nói nè. Đầu tiên cẩm sẽ tước cọ như thế này. Cẩm tước một đường cọ vậy nè. Được chưa? Đó, cẩm tước một đường cọ nè. Đó, cẩm để cẩm bung cái màn hình lớn lên tí xíu. Rồi, cẩm tước một đường cọ như vậy. Rồi, xong sau đó cẩm vẽ nè. Cẩm vẽ một cái bông bất cứ bên góc này hoặc góc này, góc nào cũng được hết ha. Rồi đầu tiên cẩm sẽ đặt cái cọ, cái màu nè, xòe cọ nè, cẩm nhón cẩm kéo nhẹ vô nè. Đó, cẩm nhón cẩm kéo nhẹ vô nè, được chưa? Thấy rõ không? Quay cho nó vô trong cái màn hình, để vô trong cái đèn cho dễ nhìn thấy. Rồi cẩm lại tước cọ tiếp. Rồi cẩm lại xòe cọ nè, nhón cọ nè, cẩm đi nhẹ vô nè. Được không? Mình thích đi ở đây mình vẽ cái gì ở đây, còn không thích thì mình kéo xuống đây luôn nè. Các bạn kéo hẳn xuống đây luôn nè. Rồi các bạn thích nữa, các bạn sẽ kéo hẳn xuống đây nè. Nó có nhiều kỹ thuật lắm. Được chưa? Rồi, tiếp tục nữa. Ở đây, chúng sẽ vẽ một cái cánh nằm ở đây. Xòe cọ nè. Cũng nhón cọ lên là vừa đi cũng nhón cọ nhẹ xuống nè. Rồi ở đây cây cũng vậy nè. Cái này là vẽ bằng treo đặc. Treo đặc, đúng rồi, treo đặc á. Nè, cũng xòe cọ nè. Chưa đặt mới dễ được nha chị. Cẩm nhón cọ cẩm đi xuống nè. Cái cẩm lăn cọ. Thì đây cẩm lăn cẩm nhón cọ đi xuống nè. Cẩm làm thì chậm để cho mấy chị coi nha. Ở đây nè cẩm xòe cọ nè. Cẩm lăn nè. Cẩm nhón cọ cẩm đi xuống nè. Đó. Ra cái hoa giống rồi đó. Được chưa? Rất là dễ luôn ha. Rồi hơi đèn đi chị. Hơi 30 giây. Rồi bây giờ tiếp tục nha các bạn. Cẩm sẽ đồ thêm một lần nữa. Lần thứ hai cẩm sẽ ướm cọ đúng cái vị trí cũ nha. Đặt cọ vào điểm xuất phát, vuốt lên, ướm cọ đúng vị trí cũ, được chưa? Cẩm làm lại lần nữa cho mọi người xem nha. Xè cọ, nhìn cái thật xè cọ nè. Từ từ kéo nâng cọ về. Được không? Làm lần nữa nhìn nha. Xè cọ nè. Kéo nè. Nâng cọ về nè. Dễ không? Không. Rồi chị bắt cười. Rồi tiếp tục xòe cọ nè. Xòe cọ nè bằng cái vị trí chỗ nè. Nhón cọ nè đi nhẹ đúng đường về. Hang mình ướm đúng cái vị trí cọ nha. Cái thế cọ mình đặt nha. Rồi qua đây nè. Xòe cọ nè. Nhón cọ nè. Đó. Từ đây cái cẩm nghiêng cọ xuống nè mọi người thấy không? Xòe cọ từ cái nghiêng cọ xuống nè. Hang. Rồi tiếp tục tới bên này nè, cẩm ngược lại nha, cẩm ngược lại chữ C nè. Xòe cọ nè. Thấy cẩm nghiêng cọ không? Thấy cẩm nghiêng cọ, cẩm lăn cọ không? Cẩm nghiêng cọ xuống đây nè.
ha. Này vẽ nhanh sẽ đẹp hơn vẽ chậm nha, này giống chiếu phim chậm quá nha. Đây nè, em sẽ xuống nha, được chưa nè, xe cọ, nâng cọ xuống nè, được chưa. Rồi tiếp tục nữa, đây xe cọ nè, nâng cọ xuống nè, ok ha. Này giống chiếu phim chậm quá mấy bạn, tại vì vẽ cho mấy bạn coi á, vẽ nhiều lần quá cái nó sẽ không được đẹp. Rồi cộng vuốt qua cái là được rồi, phải không? Vuốt nhiều lần quá rồi, ok chị Chi đi hơi đèn em. Action. Rồi tiếp tục, tội nghiệp cho caramel mình lắm các bạn. Rồi bắt đầu mình sẽ tốt rồi các bạn. Mình với lại cái màu treo, màu treo nãy mình chơi nè. Chơi này mình nhỏ ra nè mọi người nha. Rồi bắt đầu mình sẽ quẩy với nhau để cho nó loãng loãng ra. Xong rồi bắt đầu từ đây nè các bạn. Từ đây nè, mình sẽ chút nhẹ xuống nè các bạn. Chút nhẹ xuống nè. Mình chút nhẹ xuống nè. Để cho nó có màu đây nè chị. Nó cho nó có màu giống như trong cái mẫu nè. Ha. Đó, mình chút chút xíu mình cho nó có cái màu thôi. Chứ mình chút cho nó có cái màu thôi. Màu tối tối nè. Hơi hơi vậy thôi chị. Giờ vẫn hơi hơi thôi chứ đừng nhiều nha. Đó, cho có vậy được rồi. Rồi ok nè, ví dụ nhà các bạn không ấy thì các bạn chiếu đèn mini vô nè. Hơi nè. Hơi trong vòng 10 giây là các bạn vẽ tiếp được rồi. Mình khỏi phải đưa vô cái máy hơi ha. Đó. Ví dụ vậy ha, giờ cầm tắt nha. Tại vì mình đã hơi rồi. Rồi sau khi mình hơi này xong, như của chị vậy là xong rồi đó, cái mẫu vậy là xong. Nhưng giờ em muốn chỉ thêm cho mọi người. Em muốn chỉ thêm thì em sẽ lấy cái treo. Cái treo đặc. Treo đặc màu đen nè. Treo này nè các bạn. Ha. Rồi. Xong sau đó cẩm sẽ bắt đầu cẩm vẽ, cẩm vẽ nhị. Giờ sẵn để cẩm chỉ luôn cho mọi người coi, mọi người coi vẽ nhị ha. Đây cẩm lấy một miếng ra đây, cẩm tước nhẹ ngoài này nè ha. Đó cẩm tước nhẹ ngoài này tí xíu, xong bắt đầu cẩm bắt từ ở dưới đây nè, từ dưới này nè mọi người ha, từ dưới này nè cẩm sẽ tước nhị lên đó. Mình làm đọc tác giả trước đi, mình hát tước nhị nhẹ nè, từ dưới này là mình tước nhẹ lên nè đó, mình làm cái nhị nè. Đó, các bạn thích làm vậy làm, không thích làm vậy thì các bạn không làm cũng tùy các bạn. Nhưng mà cẩm chỉ đây cho các bạn hiểu ha. Chị hiểu cách làm mình ấy vậy thì mình sẽ làm như thế nào. Đó, mình tước thì mình phải tước ra đây để cho nó mỏng thôi nhau. Rồi từ đây mình sẽ đi nhẹ nhẹ lên dưới này nè. Tước dưới này nhẹ nhẹ lên nè. Vậy như nhẹ mình tước giống như cái nhị ở đây ha. Rồi sau khi mình tước nhẹ này xong phải không, rồi cẩm chùi cọ, cẩm mới lấy cái phần đen nè, lấy cái phần đỏ nè, cẩm phối vô đây chút xíu nè. Còn đặt cái này để nó khô nào chị, chưa đặt lại ra cái đen. Không sao chút xíu mấy cho chút xíu không sao, đen rồi chị. Rồi đây nè mọi người, được chưa ha. Rồi sau khi xong cái này xong, lâu lâu mới sợ nha chị, còn mình làm mình ấy liền không sao. Rồi cẩm mới đưa cái này vô cẩm hơ nè, cái bấm cẩm hơ nè. Đó. Chiếu vô nè. Rồi, bạn nào thì thích cho có hộp giống như nãy chị ấy chơi đó thì các bạn mới lấy miếng tốp. Lấy miếng tớp, cái chai tớp chai này phải không? Các bạn mới nhỏ vô đây. Các bạn mới quét nhẹ chỗ này nè. Tớp hoặc là keo cũng được hả chị ha? Đó, xong. Các bạn mới lấy hộp rồi nè. Có. À, mở ra rồi hả chị? À, rồi ok. Này phải lấy tới 2 khay, có 1 khay không đủ rồi. 2 khay tam giác lận ha. Rồi giờ... lấy một cây nữa hoặc là mình có cái cây bi với các bạn cũng được đó, cái cây mà chơi cây đính đá đó các bạn ha, chứ mình chấm vô, còn không có thì mình từ đây nè mình sẽ đổ vô trong đây thôi đó. Đây mình đặt gì nè các bạn, thì đây nè mình sẽ đổ nó vô góc này nè, mình đổ vô này nè chị, hiểu không, là theo cái hộp giống như trong cái hình mà chị muốn, còn chị thích cho nó rồi dập dọc đây thì cho rồi, còn thích thì thôi chỉ vậy thôi. Rồi sau khi mình đặt này vô xong, mình lấy cái cọ nè, bắt đầu mình mới chỉnh theo ý, thì muốn bi màu gì thì tùy mình nha. Ví dụ chị muốn bi màu màu vàng thì cho màu vàng vô,
bi màu xanh thì cho màu xanh vô tùy theo cái nền móng mà mình design ha. Rồi sau khi này xong thì sao, mình lấy cái đèn này nè ha, mình đưa vô, mình chiếu vô. Mình chiếu vô 10 giây là cái đèn này nó sẽ tự tắt. Được không? Đó, mình chiếu 10 giây. Rồi, nó tự tắt. Rồi xong sau đó các bạn sơn tớp nữa là xong quy trình. Được chưa? Hai ha. Đó là cái chỉ ngược lại sai. Còn bạn nào thích muốn vẽ cho nó nổi bật, rồi sẵn chỉ luôn nè, sẵn chỉ luôn nè. Bạn nào thích cho vẽ nổi bật thì về cắm chừa cái này đi. Cắm rửa cho sạch nha. Trước khi qua màu trắng là mình phải rửa sạch. Rồi cắm đây. Cắm tước bạn này xong. Cắm sẽ đi nhẹ đây nè các bạn. Cắm sẽ đi vẽ một vài cái nét. Cắm làm cho nó đậm đậm chỗ này lên. Cho đậm đậm lên. Xong cắm đi nhẹ. Dạ treo nè. Treo đặt đó chị. Yeah. Nè ha. Đó cắm đi. Cái đó là không phải treo nha cô, cái đó là sơn. Sơn nè. Treo đó. Cái này là treo đặt chị. À, này là treo đặt chị nha. Vẽ vô là biết liền à. Còn sơn treo nó ướt nhẹp nè. Sơn treo nó loãng lắm rồi ở đây nè. Ví dụ đây nè, cắm muốn là cắm muốn cho nó này nè. Cẩm muốn lấn vô chút xíu nè, cẩm lấn nhẹ vô nè. Được chưa? Hiểu không? Ha. Đó, các bạn chỉ đi một vài cái cánh hoa thôi. Ví dụ cánh hoa này, điểm một vài điểm nhấn, ví dụ cẩm thích này nó vô đây nè. Cẩm làm nhấn nhẹ nè. Ha. Rồi đây cẩm lò cũng luồn đây nè. Thì cánh này cẩm thấy các bạn nhìn thấy nó đang khép không? Đúng không? Đang khép vô nè. Khép vô bên này nè. Ha. Rồi, bên đây nè. Bên đây một vài điểm nhấn nè, cũng cảm muốn cho nó tiếp đi nè. Được chưa? Nè, chị thấy không? Mình làm một vài điểm nhấn thôi. Mình chỗ đi xuống vậy nè. Được không? Nè. Đó. Ra hoa đó chị. Ha. Dễ không? Dễ. Đó. Dễ mà. Dễ mà dễ xấu á. Dạ. Đó, đó, cắm chỉ cho mọi người xong. Đó rồi về mình hơi đèn thôi. Này là đặng mình hơn 1 phút tại vì bằng treo đặt thì mình phải hơn 1 phút. Rồi sau khi xong rồi mình chỉ sơn tớp thôi các bạn. Nha. Hơn 1 phút không chị? 30 giây à cô. Vậy hả? Này 1 phút mới được nha, 30 giây sợ nó chưa kịp khô. Rồi, em lướt nhẹ thôi. Chứ nước mặn là nó lem. Rồi xong cái mẫu mà chị muốn ha. Đó. Rồi ok, rồi còn lại cái này thì chúng ta chỉ cần hơ đèn 2 phút là ok ha. Rồi bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye.